hàng ngủ mà căn góc xem rồi, căn góc cũng hai buồng ngủ thì nó cũng lớn hơn tí, phải 69, căn thường thì 66, diện tích cũng đâu hơn nhiều đâu, có ba buồng ngủ nó khác biệt thôi. Được cái là nó có cái góc thì nó sáng, nên nó rộng hơn tí. Đó. Này là mới chét thôi, rồi xong rồi hồi nữa sơn. Điều đó mà ổng không muốn chẳng góc mà tầng 30 trở lên là nó có cái hiểm cửa này nữa ha. Tầng 32 dạ bên hông thì vàng vàng thì hơi chứ chưa tới. Đã. Làm tỉ mỉ rồi lại hết chứ. Nè góc này nè. Ừ, chú ý sơn nó đây hả, chứ đâu có nhà vệ sinh đâu. Dậm lại hết luôn. Không có tâm nào hoàng chứ.
À, xả mấy cái ấy. Hai tỷ không ơi, hai tỷ tám trăm mười, hai tỷ tám trăm mười. Đó, đen lấp liền, đẹp, đẹp như mơ, bệnh như mới. Ừ, đúng rồi. Chứ có bắt thì sao nữa, không cái bếp à. Làm lại ngon lành hết.